Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại quay lại với ứng dụng kiếm tiền trên điện thoại. Đây là cái ứng dụng Clip Club. Và trong những cái video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản Clip Club để chúng ta kiếm tiền và cách để chúng ta xem các cái video ở trên đó để chúng ta kiếm được tiền từ các cái chương trình đấy. Và trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chạy tự động cái app Clip Club này để chúng ta kiếm thêm các cái dương báu để chúng ta kiếm thêm tiền. Thì ở trong cái kênh của tôi là kênh Lê Văn Lực đây, thì chúng ta thấy là ở đây là tôi đã hướng dẫn, đây là cái video là cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để kiếm tiền. Thì ta lên trên này để ta tải về cái app Clip của Lab này về, rồi đăng nhập bằng cái số điện thoại của ta và nhập cái mã di động vào là chúng ta đã kiếm tiền được từ cái ứng dụng này rồi. Và sau đó là chúng ta vào đây để chúng ta xem video, thì nó là rất đơn giản thôi. Và đây ta sẽ thấy là ở trong cái này thì qua cái việc mà xem video thì tôi cũng kiếm được rất nhiều các cái dương ở trên này đấy. Và nên và ở đây cũng đang có hai người vừa mới đăng ký, thì đang có hai người ở đây, thì tí nữa tôi sẽ mới mở. Và đây là cái nhiệm vụ của ta là ta xem video ở đây để ta kiếm tiền. Tuy nhiên là nếu như chúng ta cứ ngồi chăm chăm ở đây để mà xem cái video này để mà được mở ra các cái hòm dương thì nên thấy là rất là mất công. Đấy, chúng ta thấy là như thế, mà cứ ngồi đây mà mở xem như thế này là rất là mất công. Thế thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cách để chúng ta auto, tức là tự động click để chạy cái chương trình này, và chúng ta cũng sẽ kiếm được các cái phần hòm riêng ở trên cái ứng dụng này. Đấy, không cần phải ngồi đây mà lúc nào cũng phải bật lên là mở như thế này nữa. Thì cái việc cái cách này thì rất là đơn giản thôi. Đây thì các bạn xem qua ở đây. Để làm được cái cách này thì trước hết là các bạn lên mạng để tải cái ứng dụng LD Play này. Đây là cái ứng dụng giả lập Android trên máy tính. Cái phần mềm này rất là tốt. Rồi sau khi mà mở ra thì các bạn thấy là nó như thế này này. Rồi. Sau khi mà tải xuống và cài đặt thì nó cái màn hình của nó sẽ như thế này. Chúng ta chú ý là cái phiên bản LD Play thì nó phải là phiên bản 4.0.17 trở lên nhá. Còn nếu mà thấp hơn thì nó sẽ không cài được cái ứng dụng Clip Club này đâu. Sau khi mà tải được về rồi thì chúng ta sẽ thấy là ở để ý rằng bên góc bên phải này có cái bánh răng này này. Này. Chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta lúc đầu là nó chưa có cái tiếng Việt như thế này. Thì nó là đang như thế này này. Thì tôi bấm lại để các bạn xem này. Đây nha. Đây lúc đầu là ta khởi động thì nó như thế này, đang là tiếng của nước ngoài, rất là khó sử dụng. Thế thì ta sẽ vào cái bánh răng này để ta chuyển sang cái tiếng của Việt Nam. Đây ta xuống cái phần setting ở đằng dưới này. Đây. Ta bấm vào đây. Thì ở đây có chữ là thay đổi cái ngôn ngữ ở đây. Thì ta bấm vào đây ta chọn ngôn ngữ của Việt Nam. Đây. Rồi ta lưu lại. Rồi khởi động lại. Để cho nó thay đổi cái ngôn ngữ để chúng ta làm việc nó tốt hơn. Và khi mà chúng ta đã làm được cái bước này rồi thì chúng ta thấy là cái việc mà tự động click nó sẽ là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chúng ta không phải ngồi để chúng ta chờ đợi để chúng ta click nữa. Và máy cũng sẽ làm cho các bạn. Còn nếu các bạn làm trên điện thoại cũng được nhé. Điện thoại thì không cần với cái trình duyệt giả lập này. Thì ta sẽ cài thêm một cái trình duyệt khác. Còn đây là ta làm ở trên máy tính. Cho nên là ta mới cần cái trình duyệt giả lập Android để chúng ta làm. Đây, bây giờ ta khởi động lại. Rồi, bây giờ là nó đã sang cái chương trình tiếng Việt rồi. Các bạn chú ý là cái phần mềm LD Play, đây là phần mềm giả lập Android từ 4.0.17 nha. Lên mạng các bạn download cái phần mềm này về. Và ở đây là có cái phần này, chúng ta vào app đây, chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta sẽ thấy là trong này có cái chữ CH Play, chúng ta bấm vào. Đấy. Thì chúng ta gõ vào cái từ tìm kiếm, nên đây là tự động này, tự động click, tự động bấm, thì chúng ta bấm vào cái dòng này, đây, tự động click, tự động bấm 2020 đây, cái này là thôi các bạn bấm vào bên này có cái chữ intact hay là cái chữ cài đặt để các bạn cài đặt, còn cái này là tôi đã cài đặt rồi, cho nên là chỗ phần này là tôi không cài đặt nữa, mà nói các bạn là các bạn lên đây bấm
để cài đặt thôi, rất là đơn giản, nó sẽ tự động cài đặt vào máy cho các bạn. Sau khi cài đặt xong rồi chúng ta bấm vào đây, chúng ta mở ra này. Rồi, các bạn này, chú ý là nó cũng sẽ có các cái cột tương tự như thế này. Giờ chúng ta bấm vào cái chỗ dòng thứ hai ở đây là bật lên. Đấy, thì nó sẽ có cái dòng như thế này. Đây, cái này là cái mà tôi đã thiết lập từ lúc nãy rồi. Bây giờ tôi xóa đi, tí nữa làm lại để cho các bạn xem nhé. Rồi, bật lên thì nó sẽ có bảng điều khiển bên này. Chúng ta quay lại cái màn hình chính của LD Play. Để chúng ta bấm vào cái ô đằng dưới này, trở về giao diện chính, hoặc là bấm F1 cũng được. Bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên. Thì cái app Clip Club này thì chúng ta cũng lên cái phần CH Play để chúng ta tải về nhé. Tải về chúng ta cài đặt theo cái cách mà tôi đã hướng dẫn. Thì đây là tôi đã cài đặt rồi. Còn muốn cài đặt thì các bạn phải xem lại cái phần video mà tôi đã hướng dẫn ở trước. Để ta bấm vào cái phần này. Đấy. Hiện tại thì nó sẽ ra như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái chế độ là auto cho cái phần mềm này. Thì ở đây ta thấy có cái dấu cộng ở đây, ta bấm kéo từ trên xuống nhé. Đây, kéo từ trên xuống này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái số tương tự như thế này. Chúng ta bấm vào số 1, chúng ta kéo lên đây. Một cái này chúng ta kéo xuống dưới này. Đấy, tức là để nó chạy lên chạy xuống đấy. Rồi bấm cái thứ hai chúng ta lại kéo lên. Đấy, thì nó sẽ ra cái số thứ hai. Rồi số thứ hai chúng ta cho chạy xuống đường dưới đây. Đấy. Rồi. Bây giờ ta thiết lập thời gian cho nó, bấm vào cái số 1 đây. Thì chúng ta thấy đây là có 100 mili giây. Thì cái thời gian như thế này là nó sẽ nhanh quá, nên ta để không tầm 10 giây. Ở dưới này cũng như thế, bấm vào số 2. Để chỉnh lại đây là cho bên này là lấy cái số giây bên này lên. Đấy, rồi bấm vào OK này. Thế bây giờ là ta sẽ cho nó chạy thử đấy các bạn xem. Đây. Rồi bấm vào cái chữ, lấy cái hình tam giác đây. Để ta sẽ bấm vào hình tam giác này để cho nó chạy thử để ta xem này. Ta thấy là nó cứ tự động 10 giây là nó bắt đầu nó lại chạy lên chạy xuống. Đó, tức là nó tự động click vào cái màn hình. Ta không phải làm những cái việc như thế này. Và ta cứ để như thế này cả ngày cũng được. Đó, ta để thế này cả ngày để cho nó chạy, nó kiếm các cái hòm riêng cho chúng ta. Thì khi nào chúng ta muốn tắt thì chúng ta tắt, mà không thì cứ để như thế. Còn khi nào muốn dừng lại thì các bạn bấm vào cái hai cái dấu gạch ở chỗ này. Đây, chỗ này sẽ là bấm vào dừng lại này. Thì nó sẽ không chạy cái chế độ tự động nữa. Đấy, còn những bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn lên để chúng ta tải cái app này về nhé. Rồi chúng ta tải về thì sau đó chúng ta mở lên này. Để chúng ta sẽ sau khi mà cài đặt xong thì chúng ta sẽ vào cái phần cái dương ở giữa đây. Trên này có cái chữ di đâm đây. Các bạn bấm vào cái phần này. Đây, và các bạn nhập cái mã di đâm vào. Là đây, 5 này. I B S I G 7 W và chúng ta bấm vào redeem ở đây thì các bạn sẽ được 1 đô tiền thưởng tương tự như cái mà tôi đã hướng dẫn các bạn từ trước. Quan trọng là cái vấn đề này, các bạn tải, các bạn phải nhập được cái mã này vào thì các bạn mới kiếm được 1 đô. Còn các bạn nhập sai hoặc là đến ngày khác mới nhập thì các bạn sẽ không kiếm được cái số tiền này. Đấy, khi mà đăng ký xong các bạn nhập luôn cái này vào và thực hiện làm theo cái bước này. Đấy, bấm vào redeem này, như thế là các bạn đã kiếm được 1 đô rồi. Đấy, và chúng ta sẽ đi kiếm tiền bằng cái cách là
xem các cái video hài ở trên đây. Đấy. Và trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật nữa để chúng ta kiếm tiền đây, để chúng ta tạo những cái số điện thoại ảo để chúng ta đăng ký các cái tài khoản trên cái app này để chúng ta kiếm tiền. Hoặc là tạo những cái số điện thoại ảo để chúng ta kiếm tiền bằng cách là nhận cái phần phần thưởng. Nhận những các cái phần thưởng ở trên này. Trên này có rất nhiều các cái phần thưởng này. Chúng ta thấy là phần này đây. Nó đang có cái chương trình là nhận 10 đô đây. Đây còn 8, được 8,57 đô rồi. Thì đây, mỗi người đăng ký thì chúng ta sẽ được là 0,3 này, 0,1 này, 0,1 này. Có rất nhiều các cái phần này. Đấy. Để tôi tắt đi để cho mọi người thấy cho nó dễ. Đấy, có rất nhiều. Còn 1,43 đô nữa là tôi có thể rút được. Rồi. Đấy. Thì ở đây ta thấy là có rất nhiều các cái hòm này thì ta có thể ta mở ra để ta kiếm tiền. Đúng, còn cái cách để mà tự động thì tôi đã nói với các bạn ở cách này rất là đơn giản, các bạn có thể làm cả ngày để cho nó chạy cả ngày thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều các cái dương để chúng ta mở. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Và nếu như đang còn băn khoăn hay là thắc mắc về cái vấn đề này thì các bạn có thể là comment ở dưới cái phần mô tả, thì tôi sẽ gửi cái link các cái phần mềm này cho các bạn để các bạn có thể tải về một cách nhanh hơn và kiếm tiền thuận lợi hơn đối với cái app của Clip Club này.